心，如道冷雨剩下几多串灯，愁道串串落寞隔于我身，心飘雪仍是青衫薄枕对抗，极体温心。如道细枝浪漫飘织我襟，全情关心烫贴段段无憾，情是暂时，缘是花布，与你最终相信得到爱，行情久远默默记载，留在了这瞬间芳华时代，情若是全人类会写诗句，抱着佳句靠在耳旁，唇边千醉万醉。Truyền thống năm thứ ba Thượng Hải. Cao phu nhân mời. Tuần nghiêm sứ cao phu nhân mua giải. Trên lầu lấy mấy cái giải xuống coi. Cao phu nhân mời tự nhiên. Ở gian cô nương mời tự nhiên. Tiểu thơ gian cô nương của đề đốc đại nhân mua giải. Phụng thiên thừa nhận hoàng đế có chỉ, gian nương cơ xuất khẩu thiệu học nho sử sự nghiêm ngặt, các tơ lụa tấn công phẩm chất kiểu cọ điều tốt, đặc khi bài bản thiên y vô cùng, để làm khen ngợi khâm chỉ. Tạ chủ lòng mừng. Ông chủ thiệu thanh nờn bàn bô, chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn Trương Công Công. Làm phiền Trương Công Công. Tham kiến Trương Công Công. Trương Công Công lão già. Cha. Thiệu phu nhân, phổ hân qua đây. Y già càng lớn càng thể hiện y trời, đúng là một đôi tài phú quý, mai này sẽ có tương lai rực rỡ. Cảm ơn Công Công khen lời. Mấy miếng lụa quan này dệt bằng tơ thiệt, phẩm chất tốt. Chúng tôi cố tình chuẩn bị cho Trương Công Công, mong ông nhận lấy. Ây da, màu sắc tráng lệ, sờ tay mềm mại, thiệt là phi phàm đồ thường. Đại thanh ta đang thịnh thế, dân phú quốc cường, mới có tơ lụa thượng hạ như vậy à. Tốt, tốt. Trương Công Công mời. Được. Được rồi, các vị nhìn bên này nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Cầu xin ông trời phù hộ, phong điều nhũ thuận, lục tan thành lâm, xuân tầm tráng kiệt, tơ mềm sáng chói, dạng dâu sung túc, thành khẩn khấu tạ thiên ân. Tốt, âm dương hòa hợp, trời ban tốt lành. Ôi, trời ban tốt lành, trời ban tốt lành. Lá du cây tam nặng 180 cân, hơn năm ngoái 8 cân,
xuân tầm đủ lượng, lượng tơ sẽ nhiều. Năm nay thì là trúng mùa đó. Đốt pháo. Không hay rồi ông chủ à. Ông chủ, có chuyện không hay, nguy to đó. Tầm bậy tầm bạ, đang ngày cúng kiến mà, người nói cái gì đây? Kinh thành đồn ra ngoài, Giang Sơn đại tinh đã bị đám cách mạng đánh gục rồi. Đại phu nhân nghe được tin này bị thổ huyết. Hả? Mẹ đã chết. Cao Phúc Tấn, Hạ tỷ tỷ. Cao Phúc Tấn, kinh thành đã đổ sắt. Thôi chết, Hoàng triều đại thanh thiệt bị mất hả? Bảo ca ca, Bảo ca ca, thì sao cô ở đây hả? Sao đem có hộp bát bảo mà cô thích lại chôn nó ở đây? Mẹ nói tất cả đều khá dữ rồi. Ta lo là cả từng bát bảo con mất lường. Hà hà, từ nay ta không phải là cá cá nữa hả? Mai này phải gọi số của cô rồi. Nhìn lên, nhìn lên đi. Cẩn thận nha. Trong nguyên thời đại 20 này, lần sau trở lại kiếm em nha. Nhớ trở lại đó. Má làng này đừng có đứng lòng, sắp tới rồi. Làm phiền, cảm ơn. Đưa đây. Tấn Hân, con người cậu trung hậu thật thà, xe của cậu lại mới đặc biệt. Hèn chi các cô nương của tôi nhất định phải đi xe của cậu. May là được các vị chiếu cố, đồ rất nặng để tôi xách giùm nha. Cậu thì tốt quá. Cảm ơn má lạc. Cô hay à, cô không sao chứ? Tôi không sao, chỉ là công cụ không vừa tay thôi. Tôi giúp cô nghe. Nè. Làm phiền anh. Giờ lắm, để tôi mở cho. Cảm ơn. Nè. Vẫn còn hoàn chỉnh vô khuyết. Cái hộp này thiệt là đẹp. Tại sao phải chôn dưới đất vậy? Ý trời chơi người. Cho dù là người dưới vực đều phải đọa lạc vào trong hồng trần rồi. Tấn Hân, có người muốn kêu xe. À, tới ngay. Xin lỗi, tôi có mối, tôi đi trước nha. Chào. Xin chào. Là bác, kêu xe hả? Đi đâu đây? Tôi tới cầu Tử Mẫu, bao nhiêu tiền vậy? Cầu Tử Mẫu hả? 15 đồng bảng. À, tôi chỉ có 10 cái thôi. Xin lỗi nha. Không sao. Anh là bá à? Trời nắng như vậy đi bộ cực khổ lắm. Không sao đâu, lấy bắt 10 đồng bảng thôi. Cảm ơn cậu tốt quá. Không cái gì. Anh Thọ, xin chào. Nghỉ việc rồi. Phải, sao sớm vậy Xuân Đào? Dạ phải. Chú Lỗ. Hân. À dạ. Nè, Hân. Dạ. Thầy, thầy à, cẩn thận một chút đây. Cẩn thận đó. Hân à, tóc dài rồi. Bữa nào rảnh tới cắt tóc đi. Dạ đừng về hôm nữa đi. Nhớ đó nha. Nhớ đó. À,
Teo. Chào anh Hằng. Đố em cái này là cái gì? Nè, cho em đó. Lần trước chính tả được 10 điểm, anh thưởng cho em. Cố gắng học hành nghe, có biết không? Cảm ơn anh Hằng. Ngoan. Tấn Hưng, anh lại phí tiền nữa rồi. Chị Cát, mấy đồng bảng cũng đáng gì đâu. À, cái chảo của chị đã giá lại rồi, một lát tôi lấy cho. Cảm ơn nhiều. Không có gì. Ba, con về tới. Ồ, về tới rồi à? Hưng à, con nghe con Hoàng Linh này tiếng thiệt là thánh thót, giòn quá đi. Dạ phải, giòn lắm đó. Ê, cái thau đá dế đậu xanh này không có tệ chứ. Khoảng 80 đồng bảng hay không vậy? Hờ, con thiệt là sáng mắt, có phẩm vị của bà đó. Cái ông chủ đó kêu tới 80 đồng bạc lận. Nhưng bà cứ trả giá. Hờ, chỉ tốn có 75 đồng thôi. Ba, ở đâu có 75 đồng bảng? Bà đã lấy tiền mua gạo hả? Nhắc tới mua gạo hả? Hi, Hoàng Linh đã dễ nuôi dữ lắm. Mỗi ngày chăn mấy hạt gạo thôi. Chúng ta mỗi ngày phải ăn 2 tô cơm lớn. Tôi phải bỏ trong lòng đi. Phải tha thứ. Cái gì? Con nói bà mua được rẻ hả? Rẻ lắm. Bà vui là được rồi. Thằng Xuân đâu? Nó nói tới Phụng Vũ Đài làm việc. Thay đồ không đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Ây da, chuyện gì đây? Lại bị móc rách rồi. Kéo ra hả? Càng kéo thì càng rách. Rách lớn là khó giá đó. Giá cái gì? Em biết anh Kim chỉ giỏi là khéo tay. Nhưng mà cho dù giá lại cũng nhìn thấy được mà. Làm sao mặc ra ngoài được chứ? Được rồi. Cậu Sương ham chân diện, đâu có thể để cho cậu mặc áo rách. Giá xong là cậu mặc thôi. Thôi chết, còn tới 10 ngày nữa người ta mới phát lương. Muốn mua cái mới cũng không có tiền. Ê, nè, lấy mặt đỡ đi. Đành chịu thôi, cảm ơn. Nè, làm ơn, phải biết quý nha. Mấy ngày Tết với lại đi ăn tiệc anh mới mặc nó đó. Em đó nghe, thiệt quan phí rồi. Em đâu có phung phí bằng ba. Một con hồng lính đã báo hại mình không có cơm ăn. Bỏ đi, ba được vui là tốt. Huống chi mình làm con, có cực khổ một chút cũng không sao. Cũng đúng. Làm người, trong lòng nên... Nên tha thứ chứ gì. Được rồi, ngày nào anh cũng nói mấy câu này. Bây giờ quan trọng nhất là trong bụng phải có cơm nè, anh hai. Miễn ba vui là được rồi. Tấn Hưng. Quay. Hả? Anh làm gì kêu anh cũng không trả lời. Ngó gì chưa? Ủa, thì ra là ngắm gái hả? Thiệt là tiếc quá. Thì ra cổ là cô nương của Phùng Dĩ Cát. Sao anh biết? Hôm xưa đó Ma Lạc về đã gặp cổ ở đó. Thiệt là không ngờ một người con gái cao quý như vậy mà phải bị đọa đày ở lầu xanh. Thiệt là tiếc. Hèn chi cái người đàn ông đó là cái tên về chúa. Nhìn bộ râu của hắn kìa. Mấy người đàn bà phong trần này á không có dựa cho anh đâu. Đừng có suy nghĩ nữa. Nghĩ cái gì đây? Chỉ mong ba tôi có ba bữa cơm no là tôi mãn nguyện rồi. Phải, làm việc nha. Anh hai. Về tới rồi hả? Phải. Khi không anh lấy áo của má ra làm gì? Thấy trời tốt lấy ra phơi một chút. Nhưng nó bị rách rồi. Bỏ đi. Mười mấy năm rồi. Không biết phải nói sao nữa. Thiệt vất vả cho anh đó.
giữ cái áo dài của má được tốt vậy? Lúc đó má bị bệnh mà vẫn may áo cho chúng ta. Tội nghiệp cho má. Mỗi lần anh nhìn thấy cái áo này giống như là nhìn thấy má vậy. Em cũng thiệt nhớ má lắm. Có lẽ em có sở thích đặc biệt, hay để ý tới bề ngoài, kiểu tóc nè. Tại vì thân thể là của cha mẹ cho mà. Em là diễn cớ vậy sao? Dĩ nhiên, chỉ là anh không hiểu thôi. Nè, cái miệng thì anh nói là nhớ má, nhưng mà không bao giờ trả hiếu, không có thương má. Anh biết má mong nhất là cái gì không? Mong nhất là cái gì? Mong anh sớm ngày lập gia đình. Anh coi anh kìa, ban ngày thì kéo xe, ban đêm thì kim chỉ, đâu có cô nào kiếm tới anh chứ, hả? Có một thằng em không nên thân như vậy, anh làm sao mà lập gia đình đây? Đừng có lo cho em, em có nhiều người thích lắm. Theo lẽ nam đinh của nhà họ Triệu mình, nồi giống ưu tú mà. Đừng có nói em, nói anh kìa. Anh giỏi kim chỉ, lại biết nấu cơm, lại cần cù, hiếm có vậy lắm. Dĩ nhiên, mấy chuyện đó em không làm, thì anh phải làm thôi. Cho nên mới nói ai mà lấy được anh thiệt là hạnh phúc đó. Hỏi thiệt nha, thật ra có cô gái nào thích anh chưa? Không có, nhiều chuyện. Nhất định có mà, nói đi. Anh à, anh hỏi em, tới Phùng Nhị Cát một lần rượu chè mất bao nhiêu tiền? Chuyện gì đây anh hai? Anh bị bệnh hả? Lâu nay anh hạ tiện lắm mà, nói là phải để dành tiền mua xe chở hàng, bây giờ rượu chè. Không phải anh. Vậy anh hỏi làm gì? Lần trước có người hỏi anh. Anh hai à, đừng có nói láo mà. Anh muốn đi rượu chè thì em dẫn anh đi. Sau đây em sẽ dẫn anh đi mà. Em nói sang đâu rồi, không phải là anh mà. Ê, dưới bếp nấu canh phải thêm củi. Đi đi. Thêm củi cái gì, vừa mới thêm đó. Đi đi. Ê, coi chừng. Nè, coi chừng đó. Ê, cẩn thận. Vô đây. Coi chừng đó. Nè, có chuyện gì? Chị coi, móng tay của em đã bị gãy rồi. Ai kêu để móng tay dài làm gì? Để tôi, chị xách cái này. Thiệt là lợi hại. Xin lỗi mà muội, tôi là Thiệu Tấn Sương, xin hỏi quý danh của hai người. Tôi tên Hải Đường. Chúng tôi kêu chỉ là Đường Đường, còn tôi là Bạch Lan. Anh có thể kêu tôi là Lan Lan. Đường Đường à, dạ. Cái Bạch mất tiêu rồi. Vậy sao, ở đâu rồi? Là con rắn dùng để biểu diễn đó. Rắn có độc không? Đương nhiên là có, nếu không làm sao hù người ta. Vậy phải làm sao? Tôi là sơ ý quá mà. Đừng nói thêm nữa, qua thu dọn đồ đạc, đi giúp ta kiếm con rắn đã. Đúng rồi. Đừng có lo, kiếm được. Kiếm được mà. Chỗ này tôi rành, hả? Hay là để tôi đi kiếm giùm cô? Làm phiền. Anh hai, ngoài kia sao ồn ào vậy? Con con rắn bị chạy mất. Hả, có thiệt không? Có báo cho Thím Cát và thằng Tèo không vậy? Đương nhiên là có. Ây da. Lấy cái cây mau lên đi. Đường Đường, con rắn ở đây nè. Đường Đường, kiếm được rồi. Tiểu Bạch, nè nè, cái áo. Đừng sợ, bao lại rồi. Tôi lấy rổ. Áo dài của tôi. Xin lỗi, tôi không biết là áo của anh. Đường Đường. Xin lỗi nha, không biết áo của anh đẹp như vậy. Cái áo bị tanh hết rồi. Để tôi chỉ anh. Dùng nước do gạo để giặt thì sẽ bay đi mùi tanh. Thôi đi. Anh hai à, không cần thêm lửa chứ, cháy lớn lắm. Đủ rồi, không có cần nữa. Anh còn giận cổ hả? Em còn nói, may là cái áo dài của má không sao. Cô cũng nói là dùng nước do gạo giặt sẽ hết mà. Nói thiệt chứ, cô Đường tí còn trẻ, nhưng mà lanh lợi ghê lắm. Cô rất là giỏi. Mai mốt cô tới miếu Thanh Hoàng biểu diễn, kêu mình đi ủng hộ. Cô đi không? Đi không? Không cần làm hả? Ăn cơm xong rồi đi làm đi, coi chừng bị trễ đó. Ê, chào. Thím Lộ, Thím Lộ, chào. Thằng ba, đưa ba đi ăn xôi nếp đi. Dạ được, để con thay cái quần đã. Đi. Nè, tới giờ đi ăn sáng rồi, chào anh. Đúng. Hả? Áo dài của má đâu? Ba, ba đã lấy vô rồi hả? Hả? Đâu phải, ba vừa ra ngoài thôi. Có phải thằng Sương không đây?
Không đâu, thằng Sương chưa ngủ vậy mà. Không lẽ đã bị mất? Không phải chứ. Ê, chào. Đâu có thể nào. Ở đây lâu nay yên bình lắm mà. Phải. Không lẽ có người tới thấy cái áo đẹp rồi tiện tay lấy đi hay sao? Anh Tân Hưng, áo dài bị mất rồi. Ừ. Xin lỗi. Nếu không phải chúng tôi bị mất con rắn thì anh đâu có cần giặt rồi đem phơi, cho nên bị mất luôn. Cô đừng nói vậy. Không có mất mớ tới cô. Cô trách là trách người ăn cắp áo thôi. Lần này thiệt là khó tha thứ. Ê, mua vô đi nè. Nghe vô đi. Này bán nhiều vậy? Hủ tiêu mì nè. Hủ tiêu mì nè. À, ông Tiêu à, cái bố cục và trường pháp của cái ấn trường này á thì ăn bài như vậy đó. Ông coi duyệt đi. Ừ, làm gì đây? Cái họ lớn nhất mà. Coi nè, anh đem cái chữ Tiêu của tôi khắc dài như vậy, biểu tôi làm sao đi gặp người ta. Ây da, anh khắc lại giùm tôi đi. Ông Tiêu à, khắc ấn trường á phải đòi hỏi cái nét chữ với lại cái viền đó. Nè, đừng có nói thêm. Lập tức sửa lại cái họ giùm tôi. Nếu như ông không biết thưởng thức đó thì mời ông đi uống trà. Thiệt là không biết làm ăn mà. À, xin lỗi nghe. Hân à, mặc kệ ổng đi. Ba, cái thứ phàm phù tục tử này không xứng dùng ấn trường của bà. Biểu bà miễn cưỡng điều khắc hả? Bà cũng không vui đâu. Nói cũng đúng, con muốn ba được vui mà. Bà, con mua 2 cái bánh đậu cho ba ăn. Con của bà hiếu thảo như vậy, bà sẽ không vì miếng cơm mà hạ mình. Tấn Hân, con về chuyện áo dài không có được vui hả? Con đã tới nhiều tiệm bán đồ cũ nhưng vẫn không kiếm ra. Cái áo đó là di vật duy nhất của má. Bất cứ giá nào con cũng phải kiếm lại. Có nhiều việc do ông trời định. Nếu như là của con á, đảo một vòng lớn rồi á cũng trở về bên cạnh con. Nếu không phải của con có đi kiếm cách nào cũng vô dụng thôi. Mẹ của con không trách con đâu. Ông chủ, làm ăn khá chứ? Sáng giờ chưa có mối nào hết. Đi chỗ khác đi. Nói láo hả? Mới thấy có người khách đi ra mà. Đúng. Ờ, bà. Thâu tiền rồi còn không đi. Đi mau đi. Bánh đậu vàng hả? Không tệ đó. Cũng ngon đó. Ê, thì là không có dường pháp mà. Cả đồ ăn của tôi cũng giật luôn. Bỏ đi bà. Cái lúc mà đại thành thịnh thế, ai dám ăn hiếp bà? Ai dám ăn hiếp bà? Thế lực của những bang hội ở tô giới Thượng Hải này càng ngày càng lớn đó. Bà đừng có gây với họ. Nè, chú ơi nè, chú ơi đây. Các vị hương thân phụ lão. Phụ lão. Anh em chú bác. Chú bác. Đoàn hát sĩ chúng tôi hôm nay tới đây. Tới đây. Mong được các vị chỉ dạy nhiều. Dạy nhiều. Nè anh em, muốn bộ quyền cho hàng xóm coi nha. À đúng. Hay quá. Hay quá. Các vị hương thân, có lợi hay hay không? Lợi hay. Chưa đâu. Tiếp theo còn nhiều màn hay. Ờ, màn gì, màn gì vậy? Lại đây. Dạ. Cái gì nặng không biết cái gì không phải rồi gì động rồi ta bí ẩn quá. Các vị hương thân phụ lão, các anh em phải phù hộ cho tiểu muội hôm nay đừng có bị rắn cắn. Ở rắn hả? Wow, được, xoay mình đi. Lan à, bây giờ cho con cơ hội. Nếu như trong 2 cái rổ đều không có rắn, coi như con vượt trận. Dạ, sư phụ. Cô nương à, con rắn đó có độc đó, cẩn thận một chút nha. Hả? Bây giờ bị rắn cắn rồi, rắn cắn rồi. Rắn cắn rồi đó. Sương, em đang coi cái gì đây? Cô Lan bị rắn cắn kìa, tội nghiệp quá. Hả? Ây da. Hay quá. Được, lần này tôi chọn cái này. Hả? Chuyện gì? Chuyện gì? Các vị. Wow, hay quá. Chuyện gì hết, hay quá. Thôi được, các vị hương thân phụ lão, cảm ơn các vị ủng hộ. Nè, còn có nhiều màn hay ở phía sau nữa. Vậy hả? Hay quá.
tiết mục gì vậy? Cảm ơn các vị chú bác anh em. Nếu như chúng tôi khiến các vị được vui vẻ, mong là các vị thí cho bữa cơm sơ sài. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhiều. Thiệt hay lắm. Cảm ơn. Thiệt lời hại. Cảm ơn. Áo dài kiếm được chưa? Cảm ơn nhiều. Miêu sư phụ, thôi được nhiều tiền thưởng biết điều chút đi. Chuyện gì? Ê, hai vị đại ca, chúng tôi chỉ là kiếm bữa cơm thôi, xin hãy nới tay nha. Miễn là đưa tiền đi. Chúng tôi vừa mới tới. Keo nhỏ hiu à. Cô nương à, hay là muốn màn nhuyễn cốt đây à. Thiệt là quá đáng. Liêu một phen. Sương. Nè, hai gì đi cao. Tôi ở phòng vũ đài làm việc trong chủ dinh. Họ là bạn bè của tôi, thông cảm giùm nha. Người cũng chủ dinh đó. Được, thì hôm nay coi như nể mặt ông chủ dinh. Mình đi. Cảm ơn anh. Anh chị là giỏi quá. Chuyện nhỏ thôi, thu tiền tiếp đi. Cảm ơn anh. Thấy chưa, ông chủ Vinh thì có mặt mũi đó. Em làm cái gì đây, đừng có móc nối với ban hội. Trời chưa tối, anh đã nói hai lần rồi, đừng có nói nữa. Đừng có tham dự ban hội phòng vũ đài, những người nhàn hạ không có tốt đâu. Em biết rồi, yên tâm đi. Mai này không lên chút nha. Biết rồi mà. Ông chủ mạc whisky của ông. Cảm ơn. Bà phu nhân trà xăm của bà. Được, tôi đã bỏ mật thêm vào. Giỏi lắm chứ. Nên vậy mà. Anh thiệt lanh lợi quá ha. Cảm ơn chủ mạc. Mời tự nhiên. Được. Tấn Sương, có gì căn dặn? Ông chủ gì điện thoại tới, biểu anh đi nói với lãnh cô nương. Ông không rảnh tới, anh biết làm sao xử lý cái chuyện này rồi chứ? Ông chủ Vinh thất hẹn với lãnh cô nương, cho nên kêu tôi chuyển lời, ông sẽ chịu đòn. Chỉ có anh thuyết phục được lãnh cô nương thôi. Lãnh cô nương, trà táo đỏ của cô nè. Tôi đã kêu người lấy hộp ra rồi mới nấu đó. Bảo đảm sau khi uống, sắc mặt sẽ hồng hào. Thì là khéo nịnh bợ. Chuyện gì? Không, tôi thiệt mừng cho lãnh cô nương. Bên ngoài thì là đông khách đi lắm, họ tới để ủng hộ cho cô. Ông chủ Vinh cũng có điện thoại tới. Khoan đã, ông chủ Vinh gọi điện thoại tới hả? Vậy nghĩa là tối nay không tới. Khi giờ sao mày mạnh tay quá vậy? Muốn xé luôn da đầu của tao hả? Xin lỗi cô lãnh, tại tôi sơ ý. Đi đi, thiệt là vô dụng. Tôi ra ngoài trước. Ông chủ Vinh. Ông chủ Vinh. Là ai đã chọc giận cái lãnh của nương vậy? Ông chủ Vinh, có phải giận tôi nói tới không tới không? Ông chủ Vinh, ông bận rộn như vậy, ai dám mà giận ông? Tôi rất là bận, tôi phải giải quyết vấn đề cho ông Tân, còn phải đi mua bông cho cô nữa. Giờ còn phải tới tiệm Trân Bảo Châu đặt một đôi bông tai cho cô. Thử hỏi có phải bận lắm không? Vất vả cho ông rồi. Không đâu, chỉ cần cô đeo cái này ca múa trên sân khấu
thì bao nhiêu vất vả cũng bù lại hết rồi. Hỷ Nhi. Dạ. Chuẩn bị áo cho tôi. Dạ biết. Kính mời cô Lãnh Hương Linh, hoàng hậu ca múa của Phụng Vũ Đài chúng ta. Ăn khuya. Đột nhiên muốn ăn bánh chó con. Bánh chó con? Ừ. Anh Đông, mấy sạp ngoài phố mới có bánh chó con thôi. Cô không sợ dơ sao? Ông chủ Vinh nếu sợ dơ thì không có cần đưa tôi. Ít khi lãnh cô nương có nhà hướng, tôi đâu có dám không theo. Dương à, kiếm cho sạch sẽ một chút. Dạ. Nhích tôi bắn ngay. Xin đừng. Tại sao đi theo chúng tôi? Cái áo mà cô nương đó mặc giống như cái áo tôi làm mất, cho nên mới rượt theo để coi cho rõ. Thì là tức cười, sao tôi lại mặc cái áo mà anh làm rớt chứ? Xin lỗi, tại tôi không nhìn kỹ. Tôi thiệt là hồ đồ, cho tôi xin lỗi nha. Tôi có nên tin anh hay không? Xin lỗi mà, tôi thật sự muốn nhìn rõ cái áo thôi. Nói.
Ai phái mày tới? Tôi chỉ là một phụ kéo xe. Đấy. Xòe tay ra. Cho nó đi. Dạ. Lên xe. Ông chủ, tại sao ông coi tay của nó rồi ông cho nó đi? Tay của nó bị chai hết, trên quần dính đầy bụi bặm, chứng minh là một phu xe. Nếu như có người muốn đối phó tôi, chắc không kiếm một tên phu xe đâu. Ông chủ Vinh, ông sáng suốt quá, ai mà qua mắt được ông chứ. Vậy phải coi tôi có cam lòng tự nguyện hay không. Có đôi lúc biết tôi ngu một chút cũng được mà. Lãnh Hương Linh đó. Phải, Lãnh Hương Linh. Là của Lãnh Hương Linh đó, vừa cao quý lại sang trọng. Lãnh Hương Linh. Lãnh Hương Linh. Ê, làm gì? Tôi muốn xin chữ ký của cô Lãnh Hương Linh. Không được, tránh ra. Thiệt là làm cục hứng quá đi. Thầy, các chị cứ kêu đồ ăn đi, hôm nay tôi để. Mời bên này. Mời cô Lãnh. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn. Qua thiệt thơm quá. Hôm xưa chưa có hẹn ăn sao? Má của tôi không cho tôi ăn đồ ở ngoài phố. Anh Đông, bên kia có ký giả của Nhật báo Hậu Giang, muốn phỏng vấn cô Lãnh với chụp hình. Cô thật là được quan nghìn. Thế nào, có muốn xã giao hay không? Muốn yên tĩnh một chút cũng không được. Anh nói với họ tôi chỉ cho chụp hình, không có cho phỏng vấn. Anh Đức, bánh cho con, thêm chút dầu mè. Dạ. Thôi không có lấy nữa. Lệnh của đơn chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị. Anh Đông, tôi thiệt là sơ ý. Còn ngăn nữa hay không? Tôi đưa cô về. Ừ, được. Màn múa mới tập đó thế nào rồi? Mai mốt ông tới coi sẽ biết. Được. Anh hai muốn ngủ sớm cũng không cần chạy mau vậy mà. Sao có nhiều máu vậy? Xảy ra chuyện gì? Đừng có đánh thức ba. Ngồi xuống đi, em rót trà cho anh. Chuyện gì vậy anh hai? Hả? Thường ngày thăm chủ Vinh, hào hoa quý phái, nói chuyện lại rất lịch sự. Không ngờ một phát súng giết chết người. Giết người xong mà coi như không có chuyện gì. Ông nhất định là đại ca giang hồ. Xuân à, ngày mai về tổ chức đi. Không được. Em làm gì ở Phụng Vũ Đài có nhiều tiền nước lắm. Em đâu có tài cán gì. Không lẽ thành đi kéo xe? Thiệt tình. Nói cũng đúng. Kéo xe thì cực khổ lắm. Em làm sao làm nổi. Nè, không có tổ chức cũng được, nhưng phải hứa với anh, bất cứ giá nào đừng có vào ban hội nghe. Anh yên tâm đi, từ nhỏ tới lớn em đâu có thích đánh lộn. Huống chi em đâu phải là thiếu niên đó, sao lại vào ban hội? Miễn là em phải nhớ, nhúng chân vào là hết đường về. Ba, đến sư phụ.
Ê Tân Hân, tiệm Ấu Trương không có mở cửa là biết ba đi đánh cờ rồi. Ê, lần nào ông đánh cờ thì cũng thua cho ba hết. Ông lại không phục ra rủ ba đánh tiếp, muốn thắng ba đô. Nhưng bây giờ kẻ bí là anh đó nha. Ê, đánh cờ có ăn có thua thì mới được thú vị chứ. Nhưng anh lại không biết. À Đinh sư phụ à, có áo quần gì cần phải giá hay không hả? Đừng có khách sáo nha. Ha, muốn mua chuột tôi để nhường cha cậu hả? À? Ê lão Thiệu, anh thiệt tốt xấu à. Có hai đứa con hiếu thảo như vậy, ba bữa cơm no đã đành rồi. Cả thu một ván cờ cũng đau lòng cho anh. Đây là cái phước mà anh hâm mộ không được đâu. Tôi không cần anh nhường. Tôi suy nghĩ một hồi có thể lật ngược thế cờ đó. Được, thì cho anh suy nghĩ thêm hồi nữa. À Hưng à, bên đó con đông giả dụng chờ lại cho cậu à. À hay quá, áo của thằng Xuân bị rách rồi, cần phải giá lại đó. Linh sư phụ, diện bông của cái áo này thật là tinh xảo đó. Ờ, là của một cô lấy tới làm mẫu đó. Nghe nói là mở ngự gia trù, làm cho mấy cô chiêu đãi mặt mà. Thủ công với lại chất liệu áo đều tốt lắm. Linh sư phụ à, hay là để tôi đem giao cho ông nha. Qua sửa sang xong thì đẹp quá đi ha. Anh nghĩ cái tiệm người gia trù này có phải là giống như nhà sách trường Tam Tiêu Sinh hay không? Nói là bán sách thì ra là bán vui thôi. Ha, đúng là treo đầu dây bán thịt chó. Qua sửa sang đẹp như vậy coi bộ lạ. Muốn kiếm mấy cô nương ngủ một đêm mà cũng mất nhiều tiền dữ lắm đó. Bây giờ không có ít đâu nghe. Thì ra cũng là nơi phong trần. Hai chị, xin hỏi bảo cô nương có trong đó không? À, tôi không được rảnh, anh tự mình vô hỏi đi. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.